Bài kinh số 98, kinh Vasettha. Như vậy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Ichanankala, tại khu rừng Ichanankala. Lúc bấy giờ có rất nhiều Bà La Môn danh tiếng và giàu có trú ở Ichanankala, như Bà La Môn Kanki, Bà La Môn Tarutha, Bà La Môn Bokharasati, Bà La Môn Janusari, Bà La Môn Tudeja, và cùng rất nhiều Bà La Môn danh tiếng và giàu có khác. Rồi trong khi các thanh niên Bà La Môn Vesettha và Parabhaja đang tản bộ du hành, câu chuyện sau đây được khởi lên. Thế nào là một vị Bà La Môn? Thanh niên Parabhaja nói như sau: nếu ai thiện sanh từ mẫu hệ và phụ hệ, quyết thống thanh tịnh cho đến bảy đời tổ phụ, không bị một vết nhơ nào, không bị một dèm pha nào về vấn đề quyết thống thọ sanh, như vậy là một vị Bà La Môn. Thanh niên Vasettha nói như sau: nếu ai có giới hạnh và thành tựu các cấm giới, như vậy là một vị Bà La Môn. Thanh niên Bà La Môn Parabhaja không thể thuyết phục thanh niên Bà La Môn Vasettha, và thanh niên Bà La Môn Vasettha không thể thuyết phục thanh niên Parabhaja. Rồi thanh niên Bà La Môn Vasettha nói với thanh niên Bà La Môn Parabhaja: này Parabhaja, Sa môn Gotama này là Thích Tử, xuất gia từ dòng họ Thích Ca, nay đang lưu trú ở Ichanankala, tại khu rừng Ichanankala. Tiếng đồn tốt đẹp sau đây được truyền đi về tôn giả Gotama: đây là Thế Tôn Phật Thế Tôn. Này tôn giả Parabhaja, chúng ta hãy đến nơi Sa môn Gotama. Sau khi đến, hãy hỏi tôn giả Gotama về nghĩa lý này, và Sa môn Gotama trả lời như thế nào, chúng ta như vậy sẽ thọ trì. Thưa dân, thanh niên Bà La Môn Parabhaja dâng đáp thanh niên Vasettha. Rồi thanh niên Bà La Môn Vasettha và Parabhaja cùng đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, thanh niên Bà La Môn Vasettha dùng những bài kệ bạch Thế Tôn: chúng con cả hai người được tôn xưng tự nhận là những bậc thông thái cả ba tập vệ đà. Con là đệ tử ngài Bokharasati, còn vị thanh niên này đệ tử Tarutha. Ba vệ đà nói gì, chúng con đều thông đạt. Văn cú và văn phạm, chúng con đều thấu hiểu. Thuyết giảng và giải thích thật giống bậc đạo sư. Tôn giả Gotama, giữa hai người chúng con có sự tranh luận này về quyết thống thọ sanh. Parabhaja nói: chính do sự thọ sanh. Con nói: do hành động mới thành Bà La Môn. Mong bậc có pháp nhãn hiểu cho là như vậy. Cả hai người chúng con không thể thuyết phục nhau. Chúng con đến hỏi ngài, bậc chánh giác tôn sư. Như trăng được tròn đầy, quần chúng đến chắp tay đảnh lễ và chiêm ngưỡng. Cũng vậy ở trong đời, quần chúng đến đảnh lễ Gotama tôn giả. Chúng con đến hỏi ngài, bậc pháp nhãn thế gian, Bà La Môn do sanh hay chính do hành động? Chúng con không được biết, hãy nói chúng con biết. Đức Thế Tôn bèn nói: này ông Vasettha, ta trả lời cho ông thuận thứ và như thật. Sự phân loại do sanh của các loại hữu tình chính do sự sanh đẻ, do sanh do dị loại. Hãy xem cỏ và cây, dầu chúng không nhận thức, chúng có tướng thọ sanh, do sanh có dị loại. Hãy xem loại côn trùng, bướm đêm, các loại kiến, chúng có tướng thọ sanh, do sanh có dị loại. Hãy xem loại bốn chân, loại nhỏ và loại lớn, chúng có tướng thọ sanh, do sanh có dị loại. Hãy xem loại bò sát, loại rắn, loại lưng dài, chúng có tướng thọ sanh, do sanh có dị loại. Hãy xem các loại cá, loại sinh sống trong nước, chúng có tướng thọ sanh, do sanh có dị loại. Hãy xem các loại chim,
loại có cánh trên trời, chúng có tướng thọ sanh, do sanh có dị loại. Tùy theo sự thọ sanh, chúng có tướng tùy sanh. Trong thế giới loài người, tướng sanh không có nhiều, không ở đầu mái tóc, không ở tai, ở mắt, không ở miệng, ở mũi, không ở môi, ở mày, không ở cổ, ở nách, không ở bụng, ở lưng, không ở ngực, ở vú, không âm hộ, hành dâm, không ở tai, ở chân, không ở ngón, ở móng, không ở cổ chân, dế, không ở sắc, ở tiếng, không tướng do tùy sanh. Tùy sanh loại sai khác. Trên tự thân con người không có gì đặc biệt, chỉ tùy theo danh xưng loài người được kêu gọi. Đối người tự sinh sống, chăn bò, lo ruộng đất. Và Xét Tha hãy biết, kẻ ấy là nông phu, không phải Bà La Môn. Ai sống theo nghề nghiệp, và Xét Tha hãy biết, kẻ ấy là công thợ, không phải Bà La Môn. Ai sống nghề buôn bán, và Xét Tha hãy biết, kẻ ấy là thương nhân, không phải Bà La Môn. Ai sống hầu hạ người, và Xét Tha hãy biết, kẻ ấy là nô bộc, không phải Bà La Môn. Ai sống lấy của người, và Xét Tha hãy biết, kẻ ấy là kẻ trộm, không phải Bà La Môn. Ai sống nghề cung tên, và Xét Tha hãy biết, kẻ ấy là nhà binh, không phải Bà La Môn. Ai sống nghề tế tự, và Xét Tha hãy biết, kẻ ấy là tế quan, không phải Bà La Môn. Ai sống giữa loài người, thọ hưởng làng quốc độ, và Xét Tha hãy biết, kẻ ấy là vua chúa, không phải Bà La Môn. Và ta không có gọi kẻ ấy Bà La Môn. Chỉ vì do thọ sanh, dầu vị ấy cao sang, dầu vị ấy giàu có, nhưng còn ham thế lợi, không tham lam thế lợi, không chấp thủ sở hữu, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Vì đoạn tận kiết sử, không ai không sợ hãi, siêu diệt mọi chấp trước, thoát ly các hệ phược, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Các dây thừng, dây ếch, dây cương cùng dây trói, quăng đi cây chắn ngang, kẻ ấy ta mới gọi bậc sáng suốt giác ngộ, chánh danh Bà La Môn. Ai không lỗi chịu đựng, nhiếc mắng cùng đánh trói, trang ngụy với nhẫn lực, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Không phẫn nộ giữ luật, có giới hành không kiêu, nhiếp phục thân tối hậu, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Như nước trên lá sen, hột cải trên đỉnh nhọn, không tham luyến dục vọng, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Ai biết ngay đời này khổ vì ngã đoạn tận, gánh nặng được đặt xuống, xa lìa các hệ phược, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Tuệ thâm sâu có trí, thiện xảo đạo phi đạo, đích tối thượng đạt được, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Ai không còn liên hệ cả tại gia xuất gia, không nhà trú hiểu dục, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Bỏ gậy đối chúng sanh, kẻ yếu cùng kẻ mạnh, không giết không hại ai, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Giữa kẻ thù không thù, giữa hung bạo an tịnh, giữa chấp thủ không chấp, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Dối tham sân mạng phú, ai bỏ rơi được chúng, như hột cải rơi khỏi đầu nhọn của mũi kim, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Ai dạy thật nhỏ nhẹ, nói lên lời chân thực, không xúc chạm một ai, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Dài ngắn hay lớn nhỏ, thanh tịnh hay bất tịnh, ở đời vật dài ngắn, lớn nhỏ tịnh bất tịnh, không lấy vật không cho, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Với ai không tham cầu, đời này và đời sau, từ bỏ mọi tham cầu, đoạn rời mọi hệ phược, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Ai không có chấp tàn, với trí đoạn nghi hoặc, đạt nhập đái bất tử, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Ở đời ai vượt khỏi mọi buộc ràng thiện ác, không sầu không bụi quế, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Ai không quế thanh tịnh, không gợn sáng như trăng, hỷ hữu được đoạn trừ,
kẻ ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Ai vượt qua hiểm lộ, ác lộ luân hồi si, vượt khỏi đến bờ kia, thiền tư không dao động, đoạn trừ mọi nghi hoặc, an tịnh không chấp trước, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Ở đời bỏ dục vọng, không nhà sống xuất gia, đoạn trừ dục và hữu, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Ở đời bỏ tham ác, không nhà sống xuất gia, đoạn trừ ác và hữu, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Ai từ bỏ nhân ách, vượt qua cả thiên ách, đoạn trừ mọi ách nạn, thoát ly mọi hệ phược, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Từ bỏ lạc bất lạc, thanh lương không y trú, chiến thắng mọi thế giới, bậc anh hùng dũng mãnh, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Ai biết thật hoàn toàn sự sanh diệt chúng sanh, không tham trước hiện thể, giác ngộ đạt chánh giác, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Không biết chỗ sở thủ, thiên nhân càng thác bà, lậu hoặc được đoạn trừ, bậc ứng cúng La Hán, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Ai không có chấp trước, đời trước sau đời này, không chấp không sở hữu, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Cưu dương bậc tối thắng, anh hùng bậc đại sĩ, bậc chinh phục bất đồng, tánh sạch bậc giác ngộ, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Ai biết được đời trước, thấy được thiện ác thú, đạt được sanh diệt đoạn, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Điều thế giới cho gọi là tên và gia tộc, chỉ tục danh thông danh, danh từ khởi nhiều chỗ, đã lâu đời chấp trước, tà kiến của kẻ ngu. Kẻ ngu tự tuyên bố Bà La Môn do sanh, không phải do sanh đẻ được gọi Bà La Môn, không phải do sanh đẻ gọi phi Bà La Môn. Chính do sự hành động được gọi Bà La Môn, chính do sự hành động gọi phi Bà La Môn. Hành động làm nông phu, hành động làm công thợ, hành động làm lái buôn, hành động làm nô bộc, hành động làm ăn trộm, hành động làm nhà binh, hành động làm tế quan, hành động làm vua chúa, kẻ trí thấy hành động như thật là như vậy, thấy rõ lý duyên khởi, biết rõ nghiệp gì thục, do nghiệp đời luân chuyển, do nghiệp người luân hồi, nghiệp trói buộc chúng sanh như trục xe quay bánh, do khổ hạnh phạm hạnh tiết chế và chế ngự, tác thành Bà La Môn. Bà La Môn như vậy mới thật là tối thượng. Ba vệ đà thành tựu, an tịnh tái đoàn sanh. Qua xét tha nên biết, kẻ ấy được phạm thiên, được thiên chủ sa kha, biết đến thật tường tận. Khi được nghe nói vậy, hai thanh niên Bà La Môn Vasettha và Parabaya bạch Thế Tôn: thật với diệu thai tôn giả Gotama, thật với diệu thai tôn giả Gotama, chúng con xin quy y tôn giả Gotama, quy y pháp, quy y tăng, mong tôn giả Gotama nhận chúng con làm cư sĩ. Từ nay cho đến mạng chung, chúng con trọn đời quy ngưỡng. Kinh Vasettha thứ 98.